người dân khu vực Bình An, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ phản ánh một người dân đã xây dựng không phép tại vị trí tiếp giáp mố cầu Bà Bộ và lòng đường Nguyễn Văn Linh. Ngoài ra, người này còn tự ý tháo dỡ lan can cầu Bà Bộ tại công trình xây dựng không phép. Theo ghi nhận, ông Nguyễn Quang Dương đã xây dựng hoàn chỉnh công trình bằng thép tiền chế, mái lợp tôn và chia làm 5 kiosk cho thuê, trong đó có 3 kiosk đã có người kinh doanh. Để tiện cho việc kinh doanh của những hộ thuê kiosk, ông Dương đã tháo dỡ 15 mét lan can cầu Bà Bộ để xe tiện ra vào. Ông Mai Văn Điều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Hòa cho biết, khi ông Dương bơm cát sang lắp mặt bằng, phường đã lập biên bản vi phạm, nhưng ông Dương vẫn tiếp tục xây dựng công trình không phép trên diện tích hơn 265 m². Phường đã báo cáo đến quận Bình Thủy để xử lý theo thẩm quyền, đồng thời thực hiện các thủ tục cưỡng chế nếu ông Dương không tự khắc phục. Vì ông Dương tự ý tháo dỡ lan can cầu Bà Bộ, ông Đinh Văn Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 4.5 cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với ông Dương, mức xử lý vi phạm hành chính hành vi này từ 3 đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, ông Dương còn có trách nhiệm khôi phục lại hiện trạng ban đầu.